Bây giờ chúng ta phóng lớn cái vùng nhìn perfecti ở đây. Bây giờ các bạn thấy nè, tôi lại chọn trên cái bảng command panel, tôi chọn cái gọi là AC stand, hoặc là chúng ta có thể vẽ cái cầu thang ở đây, cái tay vịn, cái hàng rào chẳng hạn. Thì trong trường hợp này đó, quý vị các bạn xem nha, tôi chọn trên cái bảng create nhưng mà ở cái mục thứ hai là shape đó, tức là có dạng hình học đó. Bây giờ chúng ta thấy nè, chúng ta có thể dựng một cái đường line bất kỳ, mà nếu mà chúng ta giữ chuột thì nó sẽ cong theo cái dạng nào đó mà chúng ta muốn. Quý vị các bạn thấy cái đường màu đỏ mà tôi vẽ ở đây, có thể là tôi dùng đó để làm một cái làm cái đường dẫn cho một cái hàng rào, hoặc là quý vị các bạn thấy nãy là cái đường dẫn cho cái tay vịn của cái cầu thang. Thì bây giờ chúng ta muốn chỉnh sửa nó như thế nào đó thì cái đường dẫn này nè là quý vị các bạn có thể làm được. Nhưng mà trong trường hợp này tôi lại quay lại, tôi chọn lại geometry ở đây trên cái bảng lệnh, và tôi chọn railing trong cái mục gọi là AC stand. Chúng ta click vào railing. Vậy ngay chỗ này nè quý vị các bạn thấy, tôi click vào chọn gọi là pick railing path, tôi click chuột đó và tôi chọn cái đối tượng. Chúng ta thấy điều gì? Cái đường dẫn của chúng ta thì nó cong như vậy. Nhưng mà cái tay vịn hay là cái hàng rào mà chúng ta sẽ tạo ra nó đi thẳng từ hai đỉnh ở hai đầu mút của cái đường cong đó. Thành quý vị các bạn phải chỉnh lại ở chỗ là chúng ta thấy nè. Chúng ta tăng cái số phân đoạn này lên. Ở trên cái bảng lệnh chúng ta thấy là cái chỗ mà segment này nè, hiện thời là bằng 1, quý vị các bạn cho nó là 64. Đó. Và chúng ta click vào Respect Corner. Thì quý vị các bạn nhìn lại bên cái vùng đồ họa của chúng ta. Rõ ràng những cái thông số liên quan trong cái phần rendering tôi đã trình bày rồi. Quý vị các bạn thấy rằng chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa lại những cái thông số giống như hồi nãy. Chúng ta chỉnh cho cái hàng rào đó vân vân. Ví dụ như tôi chọn rất là nhanh thôi, tôi tăng cái số lượng này lên. Đó. Thì chúng ta thấy rằng nó xuất hiện như vậy. Chúng ta cũng có thể tăng cái số post này lên. Đó. Thì quý vị các bạn cũng đã biết cách rồi. Chúng ta tăng lên rất là nhanh thôi. Cái số post ở đây nè, chúng ta tăng cái số post đây. À, chúng ta chọn cái số post đó lại, nhỏ lại. Ví dụ như trong trường hợp này tôi làm chuyện này rất là nhanh, bởi vì quý vị các bạn đã biết cách rồi đó, chúng ta chỉnh sửa đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến những cái đối tượng còn lại trong cái phần AC stand, tức là cái phần liên hoặc phần railing đó. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy railing đó, nếu mà chúng ta muốn cho thật sự nó đi theo đúng cái đường dẫn mà chúng ta muốn sau này đó, quý vị các bạn thấy khi tôi dựng hình, tôi làm cái hàng rào xung quanh cái nhà đó, chúng ta đã tạo địa hình rồi, chúng ta làm cái hàng rào xung quanh, chúng ta trồng cây thì cũng đã biết rồi. Chúng ta sẽ tạo một số cái, chúng ta làm đường dẫn vô, chúng ta cho xe, ví dụ là một cái xe hơi chạy vô cái nhà đó, rồi mặt trời mọc lên vân vân. Tới giờ phút này chúng ta đủ hết tất cả những công cụ. Như vậy thì khi mà tôi hướng dẫn quý vị các bạn làm bài tập thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ không bỡ ngỡ nhiều, bởi vì hầu hết các lệnh chúng ta đã học ở đây rồi. Thế bây giờ quý vị các bạn xem nha, tôi lại di chuột lên trên cái trình đơn file và tôi chọn reset trở lại. Rồi chúng ta tái lập lại những thông số đó, chúng ta click no. Và chúng ta trả lời Z để khẳng định là chúng ta reset, tái lập lại tất cả thông số đó. Bây giờ tôi sẽ dựng qua các cái cầu thang khác. Và quý vị các bạn sẽ thấy rất là đơn giản trong cái quá trình dựng hình. Chúng ta chọn Alt+F kép. Và chúng ta lại chọn trên cái bảng lệnh là Command Panel ở đây nè. Quý vị các bạn chọn là Stair. Đó. Thì chúng ta đã tạo cầu thang thẳng rồi. Bây giờ chúng ta chọn cái cầu thang dạng chữ L chẳng hạn. Thì quý vị các bạn làm điều tương tự. Tôi hy vọng là chuyện này nó không quá khó khăn đối với quý vị. Đó. Đó, chúng ta dựng cái cầu thang này lên. Đó. Chúng ta lại tạo những cái cầu thang khác. Giống như phần bài trước tôi đã trình bày, tôi chọn cái dụ dạng cầu thang hình xoắn ốc chẳng hạn. Tức là mọi thông số liên quan này quý vị các bạn đều làm được hết. Và dạng chữ U. Đó. Thì chúng ta có thể tạo ra đây để lát nữa chúng ta sẽ gắn cho cái cầu thang đó. Đó. Thì với cái góc độ mà chúng ta tạo cầu thang nhanh chóng như thế này, bây giờ quý vị các bạn xem. Ví dụ như là với cái cầu thang mà tôi đang chỉnh sửa đó ở chỗ này nè, thì tôi lại tiếp tục chọn ở bên cái phần handrail. Tôi đang chọn ở đây nè, tôi chọn rail path. Đó, chúng ta click vào left, right. Và quý vị các bạn cũng đã thấy là trên cái màn hình đồ họa của chúng ta, các cái đối tượng này nó đang xuất hiện và nó cách khá xa cái bề mặt này, thì chúng ta cũng đã biết cách rồi. Chúng ta sẽ chỉnh sửa nó để làm thế nào nó sát xuống bề mặt ở phía dưới này. Chúng ta di chuột xuống phía dưới. Đó, chúng ta chọn lại phần railing. Đó, và chúng ta chỉnh lại cái bề cao ở chỗ này. Giả sử trong bề cao này chúng ta cho bằng 0.
Thì quý vị các bạn thấy là hai cái đường dẫn đó nó đã sát xuống ở trên cái bề mặt này, chúng ta quan sát lại kỹ chúng ta thấy. Hai cái đường dẫn đó là một cái đường màu vàng ở phía trong, một đường màu xanh ở phía ngoài này. Bây giờ tôi sẽ thêm cái tay vịn cho cái cầu thang đó bằng cách là tôi di chuột lên trên cái bảng lệnh này nè, tôi chọn cái stand, AC stand, và tôi click là railing. Tôi click bearing bar, chọn cho cái đường phía trong này. Và chúng ta đừng quên là tăng cái số phân đoạn này lên khoảng 64 phân đoạn. Và chúng ta chọn respect corner. Thì quý vị các bạn có được cái tay vịn cầu thang dòng theo đúng cái phần đó. Chúng ta enter để hết cái lệnh. Và chúng ta lại click vào railing lần nữa. Chúng ta click railing bar. Và chúng ta chọn cho cái phần bên này. Những cái thông số liên quan của tay vịn này chúng ta thấy nó vẫn còn thô kệch. Thì quý vị các bạn có thể chỉnh sửa nó giống như tôi đã hướng dẫn. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua cái đối tượng kế tiếp ở đây, chính là cái cầu thang xoắn bên này. Thì chúng ta cũng lít chuột vào cầu thang xoắn. Chúng ta chọn lại những thông số giống như hồi nãy. Thì chúng ta để là cái railing bar này, vào lúc này là phía trong, inside, hoặc là phía ngoài là outside. Cái cầu thang xoắn của chúng ta cũng có thể là cho nó quay ngược chiều kim đồng hồ, counterclockwise, tức là CCW ở đây nè. Chúng ta có thể chọn là đó, nó có thể quý vị các bạn chọn bằng cách thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái cầu thang của chúng ta nó sẽ thay đổi như thế nào. Bây giờ đó, tôi di chuột xuống phía dưới này nè, tôi chọn cái phần railing. Quý vị các bạn cũng cho lại cái phần railing này bằng 0, cái chiều cao nó bằng 0. Chúng ta hạ hai cái đường dẫn nó xuống thì chúng ta có được cho cái đối tượng của chúng ta. Đó, nó ra là cái đối tượng này. Bây giờ đó thì quý vị các bạn xem nha. Tôi có thể là tôi chọn cho cái phần trên bảng lệnh là command panel này, tôi click vào đó, tôi chọn railing trở lại. Và tôi click vào mid railing bar, tôi chọn vào phía trong. Tôi enter hết lệnh đó. Và tôi lại tiếp tục chọn một lần nữa trên cái bảng lệnh này để làm cho tay vịn phía ngoài. Và chúng ta cũng enter để hết cái lệnh đó. Thưa quý vị các bạn, thì cho cái phần cơ bản về cái chuyện dựng hình phục vụ cho cái lĩnh vực kiến trúc xây dựng, thì quý vị các bạn thấy là những đối tượng cơ sở nó rất là đơn giản, mặc dù thì chúng ta thấy rằng trong 3D Max và 3D Vix thì cái thông số rất là nhiều. Hai cái phần mềm này nó bổ trợ cho nhau. Thì quý vị các bạn thấy là nói tới giờ phút này chúng ta thấy là hai phần mềm này nó giống nhau tới 70%, nhưng thực sự thì nó vẫn có những cái sự khác biệt nhất định. Cho nên là khi nào quý vị các bạn nếu mà chỉ cần gọi là để chúng ta trực quan hóa cho cái mô hình của chúng ta, cho cái thiết kế của chúng ta, tức là design visualization, quý vị các bạn không cần những hiệu ứng nào đặc biệt hết, thì quý vị các bạn nên sử dụng 3D Suite. Còn nếu mà cái phần sau quý vị các bạn thấy là chúng ta tạo nhân vật, tạo khung xương cho cái character đó, phần bone hay là cái phần bind vân vân, những phần hiệu ứng, thì quý vị các bạn nên sử dụng 3D Max thì nó hỗ trợ nhiều hơn. Khi nào mà chúng ta bỏ kinh phí ra chúng ta mua phần mềm thì quý vị các bạn sẽ thấy được cái giá của hai phần mềm nó trên nhau tới 50%. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn chúng ta nói tới một cái phần gọi là liên quan tới cái phần diễn hoạt, gọi là morph, tức là chúng ta nói tới cái phần biến hình, những cái phép biến hình morphing ở trong cái chuyện mà chúng ta làm phim hoạt hình chẳng hạn. Bây giờ đó, quý vị các bạn xem nè, tôi có thể là tôi chọn file và tôi reset lại và tôi click no, đóng vào chỗ này, tôi tạo cái đối tượng khác. Bây giờ quý vị các bạn xem, tôi phóng lớn một cái vùng đồ họa đây. Tôi có thể đưa vào đây một cái đối tượng dị hướng. Ví dụ như trong trường hợp này là một cái teapot mà chúng ta đưa vào đây. Quý vị các bạn có thể copy cái đối tượng này ra, chúng ta giữ phím shift trên bàn phím và chúng ta click vào ở cái phần gọi là select and move ở phía trên cái thanh công cụ là toolbar đó, chúng ta click vào đó. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần sao chép đối tượng ra, chúng ta đã biết rồi. Chúng ta click copy ở chỗ này. Chúng ta lại tiếp tục sao chép đối tượng ra đây. Tôi giả sử tôi chép ra là 3 đối tượng và bản sao số lượng đối tượng mà tôi sao ra một lần là chỉ có một đối tượng thôi. Và tự động phần mềm sẽ đặt tên cho tôi ở chỗ này. Tôi có thể đưa tên mới vào đó. Thì chuyện này nó rất là bình thường đối với chúng ta. Nhưng mà trước khi tôi đề cập tới cái phần morph thì chắc là quý vị các bạn có thấy là có thể là trong cái quá trình quảng cáo, chúng ta thấy một số cái hiệu ứng giống như thế này, hay là trong phim kỹ xảo điện ảnh, quý vị các bạn thấy là có một số cái hiệu ứng. Ví dụ như là một cái nhân vật, từ ví dụ như một cái nhân vật là nữ, chúng ta nhìn vào mặt của nhân vật, cái gương mặt người nữ,
Nhưng sau khi mà qua vài khung hình, qua một cái thời gian sau thì quý vị các bạn thấy nó trở thành là cái người gương mặt của người nam chẳng hạn. Thế thì một trong những cái điểm then chốt mà người ta sử dụng ở trong cái phần mềm này, trong cái phần mềm 3ds Max hoặc trong kỹ thuật lập trình đồ họa, quý vị các bạn biết là cái phép biến hình. Thế thì đầu tiên chúng ta phải yêu cầu là gì? Tại sao tôi phải sao chép cái đối tượng ở đây? Quý vị các bạn xem này. Tất nhiên là cái đối tượng này có thể là editable mesh, có thể là editable poly, có thể là chúng ta tạo một cái đối tượng là một cái khối nguyên sinh giống như chúng ta tạo ở đây, thì quý vị các bạn thấy nè, nó phải cùng các cái đỉnh, cùng các cái vertex thì lúc đó nó mới biến hình được. Nếu mà số vertex khác nhau thì chúng ta không thực hiện được phép Morse. Thế thì trong trường hợp này đó quý vị các bạn xem nha. Tôi lít vào đối tượng thứ hai và tôi có thể là thu phóng cái đối tượng đó bằng cách nào đó. Ví dụ tôi lít vào cái select and uniform, tôi phóng cái đối tượng đó lên. Quý vị các bạn thấy là tôi lít và tôi phóng cái đối tượng đó lớn lên. Đó. Đối với đối tượng tiếp theo này nè, thì tôi lại có thể là di chuột qua bên cái bảng gọi là modify ở đây nè. Tôi chọn là trên cái modifier list, tôi click chuột vào cái danh sách các cái đối tượng hiệu chỉnh và tôi chọn là ví dụ như là Ben chẳng hạn, là chúng ta uống nó đó, uống còng đó, click vào Ben. Thì quý vị các bạn thấy là trên cái parameter chỗ này nè, khi mà tôi đề cập tới cái phần modify list thì tôi sẽ nói kỹ lưỡng hơn chỗ này. Quý vị các bạn có thể chỉnh được cái angle của nó, ví dụ như trong trường hợp này tôi chỉnh là 45 độ. Chúng ta nhìn lại đối tượng của chúng ta. Cái đối tượng của chúng ta lúc này nó đã bị biến dạng đi rồi. Nó biến dạng như thế, giống như thế này. Chúng ta có thể là click chuột cái đối tượng đó, chúng ta có thể đổi các cái góc khác. Đó. Và bây giờ chúng ta mới nói rằng chúng ta click ở dưới cái phần AutoKey. AutoKey. Chúng ta chọn cái đối tượng đầu tiên là đây. Và quý vị các bạn di chuột lên trên cái bảng Command Panel ở trang đầu tiên, Create. Chúng ta chọn vào danh sách này nè, chúng ta chọn Compound Offset, chúng ta chọn Morph, chúng ta click vào Morph. Thì bây giờ đó quý vị các bạn xem, chúng ta thấy nè, trên cái Pick Target này, tôi di chuột ở trên cái Track Bar này nè, tới cái frame, đi giả sử là frame 40, tôi Pick Target là cái đối tượng thứ hai ở đây. Sau đó tôi lại di chuột tới cái frame 80, tôi pick target là cái đối tượng sau cùng. Thì quý vị các bạn thấy đối tượng của chúng ta biến dạng. Như vậy thì cứ mỗi lần chúng ta pick chuột giống như vậy, chúng ta chọn trên danh sách này nè, chúng ta chọn cái teapot số 2, chúng ta tạo create more key. Rồi chúng ta lại chọn cái đối tượng thứ ba, chúng ta lại create more key. Và bây giờ quý vị các bạn xem, chúng ta diễn hoạt đối tượng này bằng cách là chúng ta nhìn cái đối tượng ở đây. Chúng ta thấy rằng cái đối tượng của chúng ta nó biến dạng. Thật sự thì chúng ta chọn lại tuần tự, chúng ta sẽ có được cái đối tượng sau cùng. Nó chuyển từ cái biên dạng ban đầu, đối tượng ban đầu thành cái đối tượng sau cùng. Thì cái phần này tôi sẽ trình bày quý vị các bạn trong những cái phần bài tiếp theo, trong cái phần gọi là mô hình hóa và chúng ta diễn hoạt nó. Thế thì trong cái phần bài ngày hôm nay, quý vị các bạn thấy rằng chúng ta đã sử dụng, chúng ta nghiên cứu qua các cái lệnh liên quan cũng như là các cái đối tượng phục vụ cho lĩnh vực kiến trúc và xây dựng cái phần mở rộng đó. Thì tôi mong là quý vị các bạn chúng ta thực hiện lại những cái lệnh này. Và trong những phần bài tới thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta dựng hình phục vụ cho cái cảnh quan của chúng ta. Hân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Thank you.